Rồi sáng hôm nay em cập nhật clip một con cái kem con tầm 50kg nha anh chị. Đó thì con bò này tầm 5-6 ngày tuổi anh chị. Đó còn con kem xám thì tầm 2 ngày tuổi, 2-3 ngày tuổi rồi. Đó thì con kem xám thì nhỏ ký hơn. Đó thì anh chị gần xa thích cho bò ghép thì con nào thì liên hệ em bán về nuôi ghép bao lợi nhuận anh chị. Quá trời mới mấy ngày tuổi mà lưng hết nấu luôn, chim cẳng cối nha anh chị, đầu chà bá luôn. Đó thì kem ghép giá rẻ, bò này thì giá cả là 5,5 triệu nha anh chị. Anh chị thấy giá cả hợp lý thì liên hệ em ghép xe về cho anh chị nuôi ghép. Đó thì mấy con này thì bao xuống lúa, xuống lúng xuống ruộng nha anh chị, bao bú luôn. Đó thì con nào con kem xám thì tầm 40kg, còn con kia tầm kem vàng thì con này thì tầm 50kg anh chị, 50kg ăn hơn. Đó anh chị nào thích thì liên hệ em. Đó mình có dư sữa, có bò cần ghép thì liên hệ em. Đó thì chăn nuôi bò giống Long An chuyên cung cấp mấy con bò ghép này giá rẻ cho anh chị về nuôi ghép có bao lợi nhuận.